Sau đây sẽ là câu chuyện mà nhân vật chính là những người có nhiệm vụ bảo vệ ngăn chặn xe quá tải qua một cây cầu treo đã bị xuống cấp, có nguy cơ sập bất kỳ lúc nào. Thế nhưng mà họ lại chính là những người đã lén lút nhận mãi lộ rồi cho những chiếc xe quá tải qua cầu trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Câu chuyện đang xảy ra tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Nơi đây có cây cầu nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước. Sau nhiều ngày theo dõi thì nhóm phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 đã mục kích thủ đoạn làm luật của nhóm người làm nhiệm vụ bảo vệ cây cầu treo này. Đây là khung cảnh lúc 22 giờ trên địa bàn thị trấn Phước Cát, cách cây cầu treo bị xuống cấp khoảng 200 mét. Chiếc xe khách đến đây thì tự động dừng lại trước tấm biển cấm xe trọng tải trên 7 tấn. Ngay lập tức, một người đàn ông trong trang phục màu vàng có in dòng chữ Trung tâm Quản lý Kỹ thuật Công trình Công cộng huyện Cát Tiên nhanh chóng tiến đến phía sau xe và một cuộc ngã giá qua cầu bắt đầu. Xe nào đi qua cũng thủ. Đúng rồi. Giờ làm nó khó khăn đấy là giải quyết cho 50 thôi. Luật làm xong, chiếc xe có tổng trọng tải lớn gấp 3 lần quy định ung dung qua cầu. Khu vực chốt bảo vệ lúc này bỗng xuất hiện tổ công tác cảnh sát trật tự ghé qua. Người đàn ông trang phục màu vàng vội ra hiệu cho những chiếc xe khách chạy nhanh qua rồi tăng ga đuổi theo. Và mọi thứ lại diễn ra tương tự. Chiếc xe tiếp tục đi, còn người đàn ông thì quay lại chốt. Trong vai hành khách, phóng viên đã ghi lại cảnh bãi lộ giữa đêm khuya rõ ràng hơn. Chung là bao nhiêu? Có hiểu là bao nhiêu? Cứ một lần qua thì 100.000. Bữa nay thì nó qua đường cái mấy bữa là mình tới đó là có một người đi vô trong cái chuồng cu đó. Rồi mình vô mình để tiền, mình đưa tiền nó lấy tiền mình đi thôi. Như vậy là đã thấy rõ hành vi nhận tiền mãi lộ của những người trong trang phục bảo vệ cầu là có thực. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu việc làm này của họ đã có từ bao giờ? Có những ai biết được điều này? Và trước một thực trạng là nhu cầu chở hàng quá tải qua cây cầu ngày một lớn, thì những nhân viên bảo vệ cầu này sẽ có hành động như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với câu chuyện này. Ban ngày thì tình trạng vẫn tương tự như ban đêm. Xe quá tải muốn qua cầu cứ 100.000 đồng là qua. Tại một quán nước cạnh chốt bảo vệ, phóng viên đã được chứng kiến một cuộc ngã giá giữa phụ xe và nhân viên bảo vệ cầu. Em biết được số lượng bao nhiêu xe thì em mới có trao đổi lãnh đạo anh được. Giờ nó bảo anh biết đi bao nhiêu thôi, cũng làm chiếc thì nó đơn giản. Rồi cứ đi qua bao nhiêu thì anh ghé nói tổng bao nhiêu đó được ghé làm lần với em. Thì ra về làm một đi cho nó dễ. Theo một số tài xế, tình trạng này đã diễn ra hơn 2 năm. Nhưng không ai dám nói vì chính họ cũng sợ mất đường làm ăn. Chỉ đến khi mức quy định trọng tải cầu hạ xuống 7 tấn thì thông tin mới bị bại lộ. Người dân ở hai đầu cầu hầu như ai cũng rõ chuyện này. Tại vì cái thằng nó mặc áo vàng, cái thằng đồ bảo vệ cầu á. Chứ không phải là đứa cho nó 500, đứa cho nó 500 nó cầm cả. Chỉ kể đứa 100, 200 gì đó tùy. Được biết, khi hình thành cây cầu này có sức trọng tải 13 tấn, nhưng chỉ sau 10 năm hoạt động đã xuống cấp nặng. Chính quyền địa phương đã quy định cấm xe trọng tải trên 8 tấn rồi 7 tấn như hiện nay. Đơn vị quản lý cây cầu này là Ban Quản lý và Đầu tư Kỹ thuật Công trình Công cộng huyện Cát Tiên. Thực tế thì qua làm việc với cơ quan đơn vị, qua theo dõi thì cũng chưa thấy cái thông tin là có cái chuyện là xe quá tải trọng đi qua cầu và có cái chuyện là thu phí trên cầu. Chúng tôi cũng sẽ cho kiểm tra. Nếu mà có cái chuyện đó xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý. Chính quyền địa phương thì khẳng định không có chủ trương thu phí. Tuy nhiên thì cảnh tượng xe quá tải qua cầu bằng cách như thế này vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm. Thì ai dám đảm bảo rằng cây cầu sẽ an toàn, không bị sập bất cứ khi nào.